đã sẵn sàng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đây là thông tin được Bộ Công Thương cho biết mới đây. Trước đó, hệ thống dữ liệu này đã được Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tiến hành nghiên cứu và xây dựng. Trong giai đoạn đầu, thực hiện áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh và các thương nhân phân phối với các yêu cầu ở mức cơ bản, phù hợp phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương. Giai đoạn tiếp theo, sau 3 tháng, hệ thống sẽ được hoàn thiện để thực hiện quản lý trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu với các yêu cầu chi tiết và tiêu chí cao hơn giai đoạn đầu.